Ok, bây giờ chúng ta đến bước thứ ba, đó là viết bài quảng cáo. Thông thường một bài quảng cáo sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là nội dung, phần thứ hai là hình ảnh, phần thứ ba là trang đích. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số lưu ý mà để chúng ta viết nội dung cũng như sử dụng hình ảnh hay là sử dụng trang đích trên cái bài quảng cáo của mình. Phần thứ nhất đó là về hình ảnh. Hình ảnh chính là một trong những phần quan trọng nhất đối với một mẫu quảng cáo Facebook. Thì thông thường khi chúng ta lướt Facebook thì cái hình ảnh là một trong những yếu tố mà chúng ta quan tâm đầu tiên khi mà nhìn vào mẫu quảng cáo. Vì vậy chúng ta cần phải chú ý khi mà sử dụng hình ảnh vào mẫu quảng cáo của mình. Đầu tiên đó là hình ảnh phải rõ ràng và bắt mắt và phải thực sự là đẹp. Thứ hai là sản phẩm phải đặt ở trọng tâm của bức ảnh. Các bạn có thể nhìn vào những cái hình trên thì tất cả các sản phẩm đều được đặt ở phần trọng tâm chính giữa của bức ảnh. Và thứ ba đó là tên thương hiệu hoặc là logo xuất hiện trên bức ảnh hoặc là chương trình khuyến mại xuất hiện ngay trên bức ảnh. Ví dụ trong bức ảnh này có chương trình khuyến mại sale 20%. Ngoài ra thì trên bức ảnh các bạn nên có nhiều góc chụp khác nhau thể hiện từng góc cạnh của sản phẩm để khách hàng có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái sản phẩm của các bạn. Ngoài ra để sản phẩm nổi bật hơn thì các bạn nên đặt sản phẩm trên một phông nền hoặc là bối cảnh phù hợp. Ví dụ ở đây chiếc đồng hồ này được đặt trên một cái nền màu tối này, hoặc là các cái sản phẩm của cái ảnh này thì đều được đặt trên cái nền trắng và nền hồng. Ngoài ra chúng ta cũng nên có những góc chụp sáng tạo và đa dạng, ví dụ như góc chụp từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên trên. Đó là những góc chụp mà thể hiện cái sự khác lạ, dẫn đến là dễ thu hút được đối tượng khách hàng mục tiêu của các bạn. Video thì video thực sự là một xu hướng đang nổi lên trong thời gian hiện nay. Theo thống kê của Facebook thì mọi người dùng 20% online để xem video, và thời gian dành xem video thì chủ yếu là trên điện thoại. Và đặc biệt là hiện nay ở Việt Nam có đến 41 triệu người dùng Facebook, và trong đó có 38 triệu người sử dụng mobile. Thì đây là một trong những cái điều kiện lý tưởng để các nhà quảng cáo hoặc là các bạn chủ shop online có thể sử dụng video để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Việc mà các bạn sử dụng video để chạy quảng cáo Facebook thì có 3 cái vai trò chính. Thứ nhất là video sẽ tăng được sự chú ý đối với khách hàng vì nó có những cái hiệu ứng hình ảnh video động thì thu hút được khách hàng hơn. Ngoài ra thì nó trực quan hơn. Và cái vai trò thứ hai đó là tăng cái tính tương tác. Tức là khi khách hàng xem quảng cáo thì họ dễ dàng click vào nút play video hơn đối với hình ảnh. Và cái vai trò thứ ba của quảng cáo video đó là khi các bạn chạy quảng cáo video thì Facebook cho phép chúng ta có thể thu data những khách hàng đã xem 25% hay là 50%, 75% những người đã xem video của các bạn, và các bạn có thể chạy remarketing lại những đối tượng khách hàng này với những thông điệp khác nhau để thu hút khách hàng mua hàng hoặc là quan tâm đến cái sản phẩm của các bạn hơn nữa. Vậy thì tiêu chí một video chuẩn ở trên Facebook là như thế nào? Thì theo thống kê của trên Facebook cũng như là Google thì người dùng thực sự chỉ dành cho các bạn 3 giây đầu tiên để quyết định có nên xem tiếp quảng cáo các bạn hay không. Vì vậy mà trong 3 giây đầu tiên thì các bạn phải làm ra những video mà có những cái hình ảnh, có những cái hiệu ứng bắt mắt và khác lạ đi. Và thứ hai đó là nhân vật hay sản phẩm các bạn phải được đặt trọng tâm vào ngay những giây đầu tiên của sản phẩm. Và cuối cùng đó là logo các bạn phải xuất hiện trong 3 giây đầu tiên để người dùng có cái sự nhận biết về thương hiệu của các bạn. Và thứ hai đó, như các bạn đều biết, là trên Facebook là thường là môi trường không âm thanh và khách hàng thường sẽ không sử dụng tai nghe để xem video, ví dụ như khi họ đi tàu xe chẳng hạn. Cho nên là trong video của các bạn chú ý nên có phụ đề. Và thứ ba đó là nên có những góc quay sáng tạo và linh hoạt đi. Các bạn có thể xem cái video sau. Các bạn có thể thấy là những cái giây đầu tiên thì những cái hình ảnh thực sự là rất là khác lạ và rất là ấn tượng, khiến cho người dùng thích thú xem tiếp quảng cáo của bạn. Hoặc là các bạn có thể xem, đây là những cái quảng cáo hot nhất được Facebook thống kê. Đây các bạn có thể thấy là cái video này họ sử dụng phụ đề để người dùng dễ dàng hiểu được nội dung và thông điệp của video muốn truyền tải.